Đây là chỗ thứ ba mà nhà xe sắp xếp cho em nghỉ ngơi. Đây, đây là một cái nhà nghỉ á, tại vì sáng là mình di chuyển, sáng mình sẽ di chuyển khoảng tầm 3 tiếng và em đến nhà nghỉ này. Họ kêu em là nghỉ ngơi một tí xong rồi, một tí sẽ di chuyển khoảng 8 đến 10 tiếng để đi đến bến xe Viêng Chăn của Lào không nghỉ ngơi, cho nên là giờ họ kêu em nghỉ ngơi nhiều. Mình đi về là mình phải đi qua những quả đồi á. Đây là tặng trên đồi mà đỉnh luôn á, cho nên là thấy mây luôn. Ơn những mọi người và các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho Tịnh, là anh Phong cô đã tiếp được hỗ trợ cho Tịnh để có số tiền để chuộc vợ em về. Thật sự rất là cảm ơn mọi người, các mạng cộng đồng đã giúp đỡ hỗ trợ cho em. Cũng gần 9 giờ tối luôn rồi cô bác anh chị, chắc có lẽ là sẽ nhờ Trang chia sẻ về một cái hành trình vượt từ Myanmar về lại Việt Nam. Thì lúc đó thì bùi hồ cô anh cũng đang ở Lào và ở Viêng Chăn, thì Phong có nói với anh đó, anh có đang ở Viêng Chăn hay không, anh có thể đón nhân vật của em về được hay không. Thì lúc đó anh đang ở phía bắc của Lào, ở Luang Prabang, nó gần giáp với Myanmar. Thì anh nghe nghe Phong nói là em đã về tới lại Viêng Chăn rồi, thì cũng lúc đó cũng khá là mừng. Mà trưa nay thì anh có xem được cái đoạn clip mà em đã quay từng đoạn để mà cái hành trình em vượt những cái quả đồi rồi vượt qua những cái con sông để mà em về lại Việt Nam. Thì em có thể chia sẻ lại cái hành trình mà từ lúc em về lại từ Myanmar vượt về lại Việt Nam như thế nào hay không Trang? Lúc đó chuyển tiền rồi thì cái người đó thì họ chở em đi xuống Bông Bô của Myanmar. Kéo tiêu huy đi đám à? Mà gì á? Kéo tiêu huy đi đám. Từ lúc đó em sẽ nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau là em được nhà xe đón. Đây, đây là chỗ ở đầu tiên của em. Đây là buổi tối cho nên là mày không có được gõ. Chỉ có nhiều người chuẩn bị đến, ngày mai em sẽ quay để nói rõ hơn. Nhà xe họ đón em. Một người chở em đi qua những cái quả đồi gừng á. Tại vì khi mà mình đi về là mình phải đi qua những quả đồi á. Đây là tặng trên đồi mà đỉnh luôn á, cho nên là thấy mây luôn, rất là đẹp. Đây là đường từ Myanmar mình đi mới rồi đi đến có cái bè, một tí sẽ đến được chỗ cái bè để mà di chuyển đi qua miến điện Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng sẽ đi thuyền đi qua con sông giáp ranh giữa Myanmar và Thái Lan để đi qua Lào để về.
Một cái nhà ở đồi để em nghỉ ngơi. Đây là trạm dừng chân giữa đường. Thì sáng hôm sau là 6 giờ là em xuất phát sớm. Em là lần này thì họ có tiền á. Được nhà xe này thì họ lo lót ở trên đi lên đỉnh đồi á. Cho nên là thời gian nó rút ngắn hơn hôm trước là khoảng 6 tiếng em đã đến được cái bè rồi. Luôn nhau rồi. Cho nên là nó sẽ dễ dàng. Một cung ơi, nhập thăm. Thôi, chào đó. เนี่ยเนาะนอนน่ะเนี่ยเยอะๆว่าจะนอนน่ะนะอายุยังไม่เยอะงามๆเนี่ยนี่มันเยอะจะต่อเรื่องทั้งสิ้นนะเราจะเยอะมันเยอะจะเรื่องเนาะนั่นนี่ต้องคงจะอย่างนั้นน่ะอยู่ในนั้นใช่มั้ยอายุล่ะว่าที่อยู่ในนั้นเนี่ยมาครับอีนูน่ะนี่มาเยอะแล้วเนาะนั่นนี่นั่นเยอะเนี่ยงามๆขนาดรู้จะใช้จังแต่เนาะ mỗi năm nhiều mà mỗi năm nhiều họ vẫn được giao cám nhỉ? À, không có tay chỉ không có rồi. Nãy mà xí em biết giờ, nãy chơi nãy hả? Giờ khai rồi, nãy bạn nó khai rồi, nãy nãy rồi. Nhưng mà bạn nào luôn thằng, à, có mầm xuống mà cái chồng này giống nhau, anh có thật cười không? Có phải đôi nãy mầm này? Trước là em phải đi một ngày. Đi qua thì có những cái người mà lính canh họ cầm súng, cái thanh ngang chỉ là chặn bằng tre thôi. Rồi đưa tiền ở đó cho họ mỗi lần qua là 200 tiền Trung Quốc, 200 đồng thì họ cho. Rồi lúc đó em di chuyển 6 tiếng là em đã đến được nhà bè, là đến khoảng tầm 1 giờ chiều thì lúc đó em chờ đến 4 giờ là em được đưa qua bè và em được có người đón, là di chuyển khoảng tầm 4 tiếng nữa là em đến Vitachi. Là bộ đi lên xe đi ra Tam Giác Vàng. Đó là ngày thứ hai. Nhờ tính đi ra chi thì em được nhà xe sắp xếp cho chỗ ở và em bắt đầu sáng sớm ngày hôm sau khoảng tầm 6 giờ mấy thì em lại di chuyển tiếp. Di chuyển tiếp lúc đó là nhớ là vẫn di chuyển qua Lào luôn. Di chuyển qua Lào nhưng mà di chuyển một đoạn đường rất là dài và đi đến cũng là đi đến một đoạn đường cũng dài, xong rồi lại qua những con bè lần đầu tiên em đi á. Tại vì khi mà đi Myanmar thì cũng chỉ là một đường thôi, nhưng mà nhà xe thì khác nhau và cũng đi qua cái con sông giáp ranh giữa Myanmar và Thái Lan. Xong rồi em đến bến.
xong thì đi qua Lào để về. Em đến cái bến đó rồi lại khóa xe tiếp khác, tiếp di chuyển em đến một cái nhà nghỉ để cho em nghỉ ngơi. Và chiều ngày hôm sau em lại di chuyển xe đến bò bò khe hay gì đó của Lào á, ở quá là em đã qua Lào. Bò khe, đây là chỗ thứ ba mà nhà xe sắp xếp cho em nghỉ ngơi. Đây, đây là một cái nhà nghỉ á, tại vì sáng là mình di chuyển, sáng mình sẽ di chuyển khoảng tầm 3 tiếng và em đến nhà nghỉ này. Họ kêu em là nghỉ ngơi một tí xong rồi một tí sẽ di chuyển khoảng 8 đến 10 tiếng để đi đến bến xe Viêng Chăn của Lào không nghỉ ngơi, cho nên là giờ họ kêu em nghỉ ngơi nhiều. Hôm nay thì chỉ đi xe thôi nhưng mà đường dằn lắm. Đến Lào xong rồi đến Bo Ke thì em lại được nhà xe này sắp xếp cho ở một cái nhà nghỉ. Và sáng hôm sau và có người đón cho em một cái vé tàu và đi về Viêng Chăn. Hôm nay là ngày thứ ba mẹ em di chuyển. Đây là phòng ở khách sạn mà nhà xe, nhà nghỉ mà nhà xe họ sắp xếp cho em. Em cũng quên là chỗ này đã ở đâu rồi. Thì hôm em nghỉ ngơi cho đến khoảng 4 giờ chiều và em di chuyển. 4 giờ chiều và em di chuyển xe cho đến khoảng 1 giờ đêm thì em đến địa điểm này. Bây giờ em đang chuyển xuống để mua vé tàu để em đi về bến xe Viêng Chăn. Và bến xe Viêng Chăn sẽ có xe tiếp đó em đi về đến Việt Nam. Ngày mai em sẽ về đến Việt Nam. Mua ra tàu để đi di chuyển về bến xe Viêng Chăn. Khi đến Viêng Chăn rồi thì lại có xe 7 chỗ đưa em ra xe giường nằm và di chuyển liên tục khoảng tầm 10 tiếng hoặc 12 tiếng thì đến hôm sau đến 8 giờ là em về đến nhà. Đây là Lào. Lào đây. Lào Tôn Phượng. Tôn Phượng nha. Từng lặn lội, đã từng tìm về Việt Nam, tìm lại sự sống. Nó mới hiểu cái nỗi vất vả đó. Em gì con? Gì dạ? Em gì con sao em sau này không thể không có mẹ? Tình cảm của em thương vợ em rất là nhiều. Nên em quyết định trong lòng em vẫn còn liên lạc được, em sẽ cố
gắng tìm mọi cách để cứu được vợ em về. Sống mà con không có mẹ thì em không thể nào chấp nhận được điều đó, nên em quyết định tìm mọi cách. Và chắc có lẽ là cái động lực lớn nhất á là đứa con gái của mình, đúng không? À, một phần một cái câu chuyện rất là xúc động mà hôm nay thì được ngồi đây, được chứng kiến, được nghe, được kể về những cái hành trình thoát thân từ Myanmar trở về Việt Nam, và hôm nay thì lại gia đình lại được đoàn tụ rồi. Và anh mong rằng vợ chồng sẽ sớm sang một cái trang mới, một cái trang mới đầy tươi đẹp hơn. Và Trang ơi, như thế này nè, cái câu chuyện của em nó em trải qua những cái ngày tháng gọi là cực kỳ khó khăn, gọi là hơn địa ngục của trần gian, gọi là vừa sống dưới chết, rồi thậm chí là nhớ nhà, lo cho chồng mình phải từng ngày đi van xin mọi người để cứu vợ của mình. Thì em đã từng qua bên đó rồi, em đã từng ở trong cái hoàn cảnh đó rồi. Em có thể có một cái lời khuyên nào cho tất cả các bạn trẻ, những người mà gọi là chưa có biết nhiều nè, chưa có hiểu nhiều nè, lại muốn qua bên đó làm việc để mà cái gọi là cái công việc nhẹ mà lương cao một tháng 200-300 triệu thì nó có thiệt thật hay không, và em có thể chia sẻ là khuyên đến vậy với lại tất cả các bạn hết Trang ha. Em muốn nói là muốn mà em nói tất cả đất nước Myanmar hoặc là Campuchia thì em không thể qua được cả đó, nhưng mà em chỉ muốn khuyên những bạn khi mà mọi người muốn đi làm thì mọi người nên tìm hiểu kỹ cái nơi đi và cái nơi đó có thật sự là cái nơi làm việc tốt hay không và đúng sự thật như vậy hay không. Khi mà tất cả mọi người muốn đi sang một nước nào đó thì mọi người hãy tìm hiểu công việc đó thật là kỹ và tìm hiểu cái nơi làm việc của mình, đừng để rơi vô hoàn cảnh của em, khổ lắm mọi người ơi. Dự định thì hai vợ chồng thời gian sắp tới thì cái cuộc sống ở ngay tại Việt Nam thì như thế nào? Biết nữa, em muốn chưa dự định gì, nhưng mà trước mắt thì em sẽ ở đây phụ cô để trả lại cái ơn này, để phụ đến khi mà em có dự định rồi thôi. Và em chỉ biết là em muốn ở đây phụ cô. Còn tỉnh em cũng dự định ở đây phụ tiếp cô, hoặc là em cũng mua chiếc xe đó, mua chiếc xe để em chạy gác gần đây, rồi như là lúc mà không có khách em sẽ chạy lại phụ cô, biết cô những ngày đi bắt cơm. Hiện nay thì em đã có một cái chiếc xe để mà chạy gấp chưa? Trong thời gian em đi cầu cứu vợ, em đã bán xe. Bán rồi? À, bán hết bao nhiêu tiền? À, bán được 4 triệu mấy. 4 triệu mấy? Hiện nay thì... Hôm qua là em bán xe rồi, không hỏi xe đâu mà có rất là hiểm. Em nói giờ không có tiền anh ơi, phải bán xe để em đi tới đi lui, giờ em ở ngoài đường nhập đi cũng không có được nữa. Lúc mà em ở công viên đoàn dân thủ á, ở đó là không có được. Khi gán kia tới 11, 12 giờ đêm, rồi lội đâu cũng khoảng gần 2 cây kiếm cái nhà nghỉ để ở. Thì vô thì họ cũng có vô nghe, kể cái hoàn cảnh cho họ, họ cũng bớt được em 50.000 tiền phòng. Rồi với anh gáp của anh cũng thông cảm cho em, mà cũng kiếm cho em được cái nhà nghỉ rẻ tiền nữa. Em cũng kể hết mọi sự thật. Trong 4 triệu mấy thì em cầu cứu bao nhiêu ngày thì hết tiền? Em cũng không nhớ, lúc đó là tiền em không nhớ, em để trong bớt đó. Rồi một ngày tính ra không tới 100.000, tại vì tiền gáp cũng đi tới đi lui. Rồi em lúc mà chưa xuống với chỗ ở bên quốc lộ 1A á, thì lúc em ở trên đây thì cũng phải một đêm một ngày gì cũng khoảng 200.000, tại vì khi em phải muốn chỗ ở đó nhà đó, em không có cách nào để đi xa cái khu vực đó được, mà đi xa cũng không phải biết đi đâu nữa. Rồi nên mới hỏi mấy anh gáp anh chỉ xuống quốc lộ 1A á, chỗ đó có bắn võng luôn, một ngày cũng 200.000 thôi, nhưng mà cũng có cái đường cũng xe cộ nhiều, thì giờ ông ngồi ra đó ông ngồi cùng cứu vợ cũng được nữa, nên em quyết định là xuống ở dưới đó. Vậy là lúc nãy hai vợ chồng đi lên là mượn chiếc xe của người ta chạy lên đi gáp à. Đi gáp xuống này hết bao nhiêu chi phí? 240.
thôi không chừng nghe. Tại tính lấy mượn của xe của cha đi, mà cha sáng thì cha đi làm hồ rồi, nên đi một ngày vậy rồi tụi em quyết định là gác xuống đây, gác chạy xuống đây. Hôm nay đó thì cũng anh cũng chúc mừng cho hai vợ chồng cũng có một ngày trùng phùng. Thì đối với em thì và đối với Trang thì chắc có lẽ là không nghĩ rằng là lại có ngày hôm nay, đúng không? Tại vì một cái đất nước khá là xa xôi so với Việt Nam, phải từ Lào rồi Myanmar rồi về lại Myanmar rồi Lào rồi sau đó mới về lại Việt Nam. Em cũng không nghĩ là có thể về tới đây vậy? Em cũng không nghĩ là mình sẽ về tới đây luôn. Em không nghĩ là giờ em sẽ được về tới đây an toàn. Tại vì đi trên đường nào bên nhà xe họ làm khó. Lúc đầu thì họ nói là về tới bên đây mình mới chuyển tiền, mà đi nửa đường họ phải bắt chuyển. Nhiều cái em nghĩ là anh Phong ơi, giờ anh có thể tin được anh Phong chứ. Giờ anh nói giờ thì còn nó thôi chứ không còn cách nào khác hết trơn em à. Hôm nay thì một lần nữa thì chắc có lẽ làm chúc mừng cho ngày trùng phùng của hai vợ chồng. Và trường hợp của em là một trong rất là nhiều trường hợp tất cả các bạn nữ mà bị lừa bán sang Campuchia cũng như là Myanmar. Thì đây là cũng là một cái lời cảnh tỉnh, cũng như Trang đã chia sẻ rằng là trước khi làm một cái công việc gì đó phải tìm hiểu thật kỹ và phải có sự bàn bạc tính toán từ gia đình. Vì Trang hoàn cảnh của gia đình rất là bế tắc, nên em dự định là quyết định đi để báo hiếu cho ba mẹ của mình với một cái số nợ rất là lớn. Nhưng mà không ngờ thì qua bên kia thì mới biết mình đang bị lừa. Em Phong đã từng chùa chè thì cũng mong là cô bác với anh chị á, thì có con cũng lớn cũng đang đi làm á, thì có thể là nhắn gửi với con em của mình á, thì để cho biết để mà cảnh giác. Những bạn mà lớn hơn nữa cũng có gia đình cũng như Trang á, thì có thể là bàn bạc với gia đình, cũng như là có thể gọi là tỏ lận để mà có thể ra một cái quyết định sáng suốt để tìm một cái điểm nào đó làm việc. Và đây là cũng một cái vấn đề khá là nóng trong thời gian gần đây ở ngay tại Việt Nam. Một thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là anh cũng sẽ thường xuyên thăm hỏi hai vợ chồng. Và thôi thì hôm nay thì anh đến đây, anh cũng tình cờ đến đây thì anh mới biết được cái hoàn cảnh hiện nay của mình, cũng có một cái dự định tương lai làm chạy gác cũng rất là tốt rồi. Mình mua một cái chiếc xe gắn máy gì đó, mình đăng ký vài trăm ngàn rồi mua xe gắn máy 9-10 triệu gì thôi. Thì sau đó thì mình sẽ chạy gáp, rồi tối thì phụ với lại chạy gáp ở nhà. Đúng rồi, phụ với lại chị Tượng. Thì hôm nay là cũng là một cái duyên lành đó. Thì anh thay mặt cho sư cô Phước Liễu ở Úc thì trước mắt gửi cho vợ chồng em 1 triệu để mà có một cái chi phí xây sở gì đó, thì anh sẽ quay trở lại tại vì tình cờ quá ha, gửi cho hai vợ chồng ha. Cảm ơn cô. Anh sẽ thăm sau khi mà tụi anh đi công việc xong á, quay hơn 10 ngày nữa anh sẽ quay trở lại thăm hai vợ chồng. Thôi bây giờ chắc cũng đói đi, hai vợ chồng ăn cơm đi ha, rồi ở đây nghỉ ngơi gì với lại chị Tưởng nha, cố gắng lên nha, cười lên đi. Và em sẽ được mọi người chào đón và ngay tại Việt Nam, và em sẽ có một cái cuộc sống mới ngay tại Việt Nam. Và những người ở Việt Nam và cộng đồng Việt Nam, những cô chú anh chị ở nước ngoài vẫn đang mong em có một cuộc sống tốt hơn ngay tại Việt Nam. Và bản thân anh cũng vậy, anh chúc cho hai vợ chồng có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc ngay tại Việt Nam cùng với lại đứa con gái thân yêu của mình ha. Xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Đường Quân đã xem video clip đến thời điểm này. Và chắc có lẽ là buổi hồi sẽ cập nhật về tình hình của hai vợ chồng để cho cô bác anh chị biết thêm về cái cuộc sống ngay tại Sài Gòn để trong thời gian sắp tới. Xin chào hai vợ chồng. Chị Tưởng kìa. Làm gì nói gì kìa. Chứ không sao mà biết. Ôi,
cảm ơn những mọi người và các mạnh thường quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho Tịnh, là anh Phong cô đã tiếp được hỗ trợ cho Tịnh để có số tiền để chuộc vợ em về. Thật sự rất là cảm ơn mọi người, tất cả các mạng cộng đồng đã giúp đỡ hỗ trợ cho em.